Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19. Sơn La là một trong 40 tỉnh của cả nước thực hiện chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam. Phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động thương mại điện tử bổ sung giấy phép kinh doanh. Theo đó, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác nhận đăng ký website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và đang hoạt động mà chưa có giấy phép kinh doanh, cập nhật hồ sơ bổ sung giấy phép kinh doanh trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam, thương nhân tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực. Các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam phải có trách nhiệm xác thực danh tính của những thương nhân tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử của mình. Thưa quý vị, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang nỗ lực đẩy nhanh sản xuất, bù lại khoảng thời gian 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp ngành công nghiệp đang đối mặt với thiếu nguyên liệu. Vì vậy, giai đoạn tới, bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ từ bộ ngành để doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã nỗ lực đẩy nhanh sản xuất, bù lại khoảng thời gian 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhờ đó mà ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66% trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy đã có sự phục hồi đáng kể, nhưng sản xuất công nghiệp còn gặp không ít khó khăn. Giá cả nguyên vật liệu, linh kiện, chi phí vận chuyển, chi phí logistics, các cái mặt hàng đều tăng giá và nó ảnh hưởng đến các cái nguyên vật liệu nhập đầu vào của chúng tôi, các cái nguồn linh kiện, nguyên vật liệu điện tử từ hai thị trường lớn nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc. Thứ nhì là Trung Quốc chiếm 28% thì hiện giờ vẫn đang rất là ảnh hưởng và chúng tôi cũng đang cố gắng. Để thúc đẩy phát triển công nghiệp trong những tháng tiếp theo và cuối năm, Bộ Công Thương sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 và chương trình phục hồi kinh tế, tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước, thay thế cho nhu cầu nhập khẩu trong bối cảnh mặt bằng giá cả thế giới tăng cao. Thì ngành công thương, Bộ Công Thương cũng đã rất cố gắng trong cái việc đảm bảo cái nguồn nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất công nghiệp và qua đó thì cũng lại hỗ trợ cho cái việc xuất khẩu. Vì như chúng ta đã biết, ví dụ như cái mặt hàng chế biến chế tạo thì như vậy là chiếm đến hơn 80%, thường thường là từ 80 đến 82% cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với vấn đề thiếu nguyên liệu cho sản xuất, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương vụ tích cực tìm kiếm, cung cấp và cập nhật thường xuyên danh sách các nhà phân phối, sản xuất, xuất khẩu nguyên phụ liệu cho các ngành mũi nhọn, đồng thời hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp kết nối với nhà cung cấp nước ngoài. Hệ thống thương vụ cũng đã vào cuộc để mà thu hút đầu tư, tận dụng cái luồng, cái sự thay đổi trong cái luồng đầu tư ở trên thế giới. Và mặt khác thì cũng đã hỗ trợ rất là tích cực các địa phương, các hiệp hội, các doanh nghiệp trong việc là khai thác các nguồn nguyên liệu vật tư để mà có thể là đa dạng hóa các nguồn vật tư nguyên liệu, tránh cái việc là đứt gãy chuỗi cung ứng hay là gián đoạn sản xuất. Hiện nay thì để xuất khẩu trực tiếp thì chúng tôi đang nối lại những cái đối tác cũ, cho nên là cũng đề nghị với lại các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài là nếu thấy có cơ hội, ví dụ như là các thị trường ở châu Âu, châu Mỹ cũng như là các thị trường các nước ASEAN mà có những cái hội chợ mà nó phù hợp với những cái ngành hàng mà của các chúng tôi đang sản xuất thì thông tin về thông qua Cục Xúc tiến Thương mại. Bộ Công Thương cũng cho rằng các doanh nghiệp sản xuất cần đa dạng thị trường nhập khẩu nguyên liệu lẫn thị trường xuất khẩu hàng hóa để tránh phụ thuộc. Bên cạnh đó, cần có nhiều hơn các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thị trường trong nước để từng bước tự chủ nguồn nguyên liệu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định số 2980/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 ở các xã khu vực 2, khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quy định tại quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, huyện nghèo và các xã còn lại đạt tiêu chí nông thôn mới thấp dưới 10 tiêu chí. Sơn La là một trong số 40 tỉnh thành của cả nước thực hiện chương trình này. Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 được triển khai với dự án mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, được gọi chung là dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng. Đối tượng áp dụng: hộ có trẻ em dưới 2 tuổi, hộ có bà mẹ mang thai, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ thiếu lương thực thực phẩm nhưng có điều kiện sản xuất do cộng đồng bình chọn. Nguyên tắc điều kiện tham gia là đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án. Hộ tham gia dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký. Việc triển khai chương trình phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Mục tiêu của chương trình này là tăng cường truyền thông thay đổi hành vi về dinh dưỡng, hướng dẫn phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo dinh dưỡng, tạo nguồn thực phẩm sẵn có và đa dạng tại hộ gia đình cho người dân, đặc biệt những hộ nghèo, hộ có phụ nữ mang thai và con dưới 2 tuổi, hướng dẫn chăm sóc trẻ 1.000 ngày đầu đời nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và vùng có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao. Thưa quý vị, hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu người sai thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính vì vậy, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đôn đốc thực hiện, cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng. Tính đến ngày 5 tháng 8, cả nước đã tiêm được 247.339.252 mũi tiêm. Tuy nhiên, trên hệ thống ghi nhận 233.747.367 mũi tiêm. Như vậy, hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và 15.330.708 đối tượng có thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân nhưng sai thông tin họ tên, ngày sinh, thông tin khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có tỉnh Sơn La. Để cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống, Bộ Y tế yêu cầu đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày, cũng như thực hiện theo hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Như vậy, cùng với cả nước, người dân Sơn La đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm bảo phát hành cung ứng sách giáo khoa kịp thời, đồng bộ, đầy đủ và chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cung ứng phát hành sách trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học 2022-2023. Năm học này, các đại lý và nhà sách đã cung cấp bán ra thị trường rất nhiều sản phẩm mới đa dạng. So với năm học trước, giá sách giáo khoa, sách tham khảo các lớp cơ bản vẫn giữ ổn định như mọi năm. Chỉ có sách giáo khoa, sách bài tập tiếng Anh có giá tăng nhẹ. Theo đó, giá sách giáo khoa lớp 1 có giá khoảng 200.000 đồng một bộ, lớp 2 giá 220.000 đồng một bộ, lớp 8 giá trên 300.000 đồng một bộ. Còn giá sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2022-2023 của lớp 3 có giá từ 400 đến 600.000 đồng một bộ, lớp 7 từ 400 đến 550.000 đồng một bộ, lớp 10 từ 400 đến 600.000 đồng một bộ. Đây là năm học thứ 3 tỉnh Sơn La thực hiện chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6, các đầu sách vẫn như mọi năm. Lớp 3, lớp 7 và lớp 10 cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa từ đầu năm 2022. Bậc trung học phổ thông, chương trình thực hiện đầu tiên ở lớp 10 với 8 môn học. Hoạt động giáo dục bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Đồng thời, phải chọn 4 môn trong 9 môn gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật.
Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã đặc biệt chú trọng đến công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh, qua đó đã tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, từng bước xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 450 lượt cán bộ hội cựu chiến binh các cấp được đào tạo về chuyên môn trình độ trung cấp và đại học, trên 500 lượt cán bộ được đào tạo về lý luận chính trị. Hội cựu chiến binh tỉnh đã cử 45 cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Trung ương Hội tổ chức, đồng thời phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố mở gần 200 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho trên 6.000 lượt cán bộ hội viên, trong đó cấp tỉnh mở 11 lớp với gần 800 lượt cán bộ hội viên, cấp huyện mở trên 170 lớp với gần 5.300 lượt cán bộ tham gia. Đến nay, 100% chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã đã được đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Hội cựu chiến binh các cấp đã và đang phát huy vai trò trong việc xây dựng tổ chức hội và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tập hợp đoàn kết để động viên chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, thời gian qua Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hoạt động tình nghĩa thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho hội viên. Được thành lập từ năm 2000, Công ty Cổ phần Thương binh 30 tháng 4 ban đầu gặp không ít những khó khăn, nhưng với tinh thần ý chí nghị lực của người lính Trường Sơn đã tập hợp kết nối các thành viên là thương bệnh binh từng sát cánh chiến đấu cùng phát triển sản xuất. Hiện nay công ty đang thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hành khách, tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động là con em hội viên, gia đình chính sách tại địa phương với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Với phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, tôi đã như vậy là mạnh dạn gặp một số anh em thương binh, bệnh binh còn chú ý sức khỏe để bàn cách như vậy làm ăn làm sao cho nó đổi mới và đồng thời là tăng cường như vậy là làm kinh tế để góp phần xóa đói giảm nghèo, có thể thu hút lao động của con em thương binh vào để làm việc. Nhưng bước đầu thì cũng là thắng lợi bởi vì như vậy chúng tôi đã thu hút được thành một cái tập thể khoảng hơn 30 lao động, mua được một số xe chạy như vậy là liên tỉnh, đường dài. Cho nên là dần dần đời sống nó như vậy là bớt khó khăn và thu nhập của như vậy là mỗi cổ đông đã khá lên nhiều. Trong ngôi nhà khang trang của gia đình ông Dương Oanh Năm, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La, không giấu nổi những niềm vui vì để hoàn thành được ngôi nhà như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực cố gắng của gia đình, còn có sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn từ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Những hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La với số tiền 70 triệu đồng. Gia đình gặp rất nhiều khó khăn ở một cái ngôi nhà cấp 4. Đấy thì được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Truyền thống Trường Sơn, tỉnh Sơn La và Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam cùng với Tập đoàn Quân đội Viettel giúp đỡ tôi với số tiền là 70 triệu đồng. Gia đình tôi mới làm được ngôi nhà như thế này. Không chỉ giúp đỡ hội viên về vật chất, các thành viên trong hội còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình hội viên khi ốm đau với tổng số tiền trên 450 triệu đồng. Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ, không những cấp hội mà đảng và nhà nước rất quan tâm. Những ngày thương binh liệt sĩ hoặc những ngày gia đình có vấn đề gì thì đều được cấp hội có mặt ngay từ đầu tiên để giúp đỡ động viên gia đình tôi. Được thành lập từ năm 2016, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La có 186 hội viên. Từ năm 2016 đến nay, hội đã tiến hành kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng hai ngôi nhà tình nghĩa với số tiền trên 90 triệu đồng, hỗ trợ hội viên vay vốn không lãi suất với số tiền 600 triệu đồng, tổ chức 22 cuộc gặp mặt giao lưu truyền thống và thăm lại chiến trường xưa cho trên 500 lượt người tham gia. Trong thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các hội viên, huy động mọi nguồn lực nhằm giúp đỡ các đối tượng chính sách, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà rột nát. Chúng tôi chung tay góp sức giúp đỡ các hội viên nghèo trong phát triển sản xuất, kinh doanh và bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho hội viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong những năm qua, dù có người tuổi cao sức yếu, có người mang trong mình vết thương, mất mát do chiến tranh gây ra, nhưng với mỗi hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La vẫn đang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thường xuyên giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Toàn huyện Sông Mã hiện có 7.480 hectare nhãn, trong đó diện tích cho sản phẩm là 6.000 hectare. Dự kiến sản lượng nhãn năm nay đạt 60.000 tấn. Bên cạnh việc đẩy mạnh tiêu thụ nhãn quả tươi để giảm áp lực lên khâu tiêu thụ quả nhãn tươi và giữ được giá bán cho sản phẩm nhãn, các hợp tác xã, nhà vườn trồng nhãn đã đẩy mạnh chế biến long nhãn để cung cấp cho thị trường. Để sản phẩm long nhãn đạt chất lượng tốt hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ năm 2021 triển khai quyết định số 1818/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, toàn huyện Sông Mã đã hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, 571 hộ dân, 6 container lạnh, 3 kho lạnh và 603 lò sấy hơi nhiệt với tổng trị giá 22,23 tỷ đồng, nâng tổng số cơ sở chế biến long nhãn toàn huyện lên 2.910 lò sấy với công suất từ 2.000 đến 3.000 tấn quả tươi một ngày. Năm 2022, huyện Sông Mã dự kiến đưa 40.000 tấn quả nhãn tươi chế biến thành long nhãn. Thông qua việc hỗ trợ công nghệ sấy, đóng gói bao bì, tem nhãn mác cho sản phẩm long nhãn của các hợp tác xã, chất lượng sản phẩm long nhãn của huyện Sông Mã ngày càng được nâng cao. Giá bán hiện nay dao động từ 100 đến 200.000 đồng một kg. Phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, những năm qua cây chuối đã trở thành một trong những cây ăn quả chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Yên Châu. Ngoài sản xuất chuối tươi, người dân các hợp tác xã đã thực hiện chế biến các sản phẩm chuối sấy dẻo, chuối sấy giòn và rượu chuối. Huyện Yên Châu hiện có trên 800 hectare chuối được trồng tập trung tại các xã Trường Đông, Sạp Vạt, Trường Hạc, Tú Nang. Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chuối Yên Châu. Các sản phẩm được bảo hộ bao gồm quả chuối tươi, chuối sấy dẻo và chuối sấy giòn. Từ đầu năm đến nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch trên 4.500 tấn chuối. Quả chuối Yên Châu ngoài bán quả tươi chín còn được các hợp tác xã chế biến thành sản phẩm chuối sấy khô, chuối sấy dẻo, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa bảo quản được lâu dài. Huyện Yên Châu đã đẩy mạnh việc quảng bá giới thiệu sản phẩm, đồng thời xây dựng mô hình liên kết giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp, qua đó góp phần ổn định thị trường đầu ra cho sản phẩm chuối. Sản phẩm chuối sấy giòn là một trong những sản phẩm được lựa chọn làm điểm trong chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh. Ngày 13 tháng 8, huyện Vân Hồ phối hợp với công ty cổ phần đầu tư hợp tác quốc tế Heaven tổ chức khóa bồi dưỡng hè với chủ đề kỹ năng cân bằng cảm xúc cho hơn 1.000 cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn huyện. Trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8, các học viên được bồi dưỡng về kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của giáo viên, các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc, kỹ năng nhận diện, điều khiển và sử dụng cảm xúc, kỹ năng lắng nghe và chia sẻ, các kỹ thuật ngăn ngừa căng thẳng trong quá trình dạy học và một số bài tập thực hành. Thông qua chương trình bồi dưỡng sẽ giúp cho các giáo viên được trang bị và rèn luyện kỹ năng tự quản lý cảm xúc, biết kiểm soát, biết điều chỉnh những cảm xúc chưa chuẩn mực, biết phát huy những cảm xúc tích cực nhằm tạo mối quan hệ thân thiết, đồng cảm, chia sẻ với học sinh, nhằm giúp các em phát triển toàn diện, tạo nên một môi trường học đường thân thiện, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảnh báo mưa dông trên phạm vi tỉnh Sơn La. Hiện nay qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn, Vân Hồ. Cảnh báo trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển thêm và gây mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ các huyện thành phố trong tỉnh: thành phố Sơn La từ 22 đến 31 độ, Thuận Châu 23 đến 32 độ, Quỳnh Nhai 23 đến 32 độ, Mường La 24 đến 35 độ, Mai Sơn 21 đến 30 độ, Sông Mã 24 đến 33 độ, Sốp Cộp 24 đến 33 độ, Bắc Yên 22 đến 31 độ, Phú Yên 24 đến 34 độ, Yên Châu 24 đến 33 độ, Mộc Châu 20 đến 29 độ, Vân Hồ 20 đến 29 độ. Với chặng đường lịch sử 60 năm qua, chúng ta tự hào nhận thấy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một hình mẫu có 102 trên thế giới. Hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và cũng như tiếp tục gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Những thành quả hợp tác to lớn đạt được ngày hôm nay là tài sản vô giá của cả hai dân tộc, luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công, giữ gìn và vun đắp.